카메라 보고 시작. 짜맹이. Hôm nay hai chồng mình mua trái cây về ăn trò chuyện với mọi người nè mọi người ơi. Hôm nay không có ăn thịt ăn gì hết á. Ăn mua trái cây hôm qua mình mua xoài nè. Vừa ăn trái cây vừa nói chuyện với mọi người nha. Hôm nay sẽ trải lòng một xíu nha. Nè. Trái xoài nhìn bự hơn mình nữa nè, nhìn bự hơn mặt mình nữa nè. 몰라서 있나 볼게. 프리미엄 망고 메콩. 메콩? 프로듀스 오브 비엔남. 사이 này là của Việt Nam mọi người ơi. Của Việt Nam nè. Rồi trái xoài này dạ không lẽ trái xoài tượng ta. Để mình cắt cho nè. Ở bên đây bán xoài gói là như vậy nè mọi người. Để mình gọt kìa. Nè. Ôi, quá trời to luôn. 내 손이랑 자기 손만큼? 내 손만 해. quá trời to luôn, trái này chắc có nửa ký á mọi người, hơn nửa ký luôn á. Còn quýt này là cha quên hôm nay đi cắt quýt nè mọi người, hôm nay đi nhà trẻ cho đi cắt quýt nè. Cha này là cha quên tự cắt, tự cắt rồi tự đem cô giáo gói cho một bịch đem về đó mọi người. Đây là nho mình mới mua, cái này là mua imat. Cái trái xoài này là 5.800 nè mọi người. 5.800 thì cũng tầm chắc một gần khoảng 120 khoảng chừng 120.000 đó mọi người, một trái vậy nè. Bự hơn bàn tay mình nữa. Ổn chứ chờ nó. Cái dao này chặt cái. Ồ, chặt lên một thế. Xoài Việt Nam á, cái có cái mùi nếm xe, khá ra. Chồng mình nói, chồng mình quạt cho cái mũi nó qua lên cao mày cao mọi người. 냄새도 전달이 되면 좋은데 냄새가 못 가네 아쉽다. Mình mua xoài Thái nó không có mùi gì mọi người. Mà xoài Việt Nam có mùi xoài, mà xoài Thái hay là Philippines á, ngửi nó không có cái mùi gì luôn á. Hôm nay là xoài này xoài Việt Nam có mùi nè. Hàng Việt Nam chất lượng cao nè. TV에서 보면은 그 감자 깎는 칼 있잖아. 그거 촉촉촉촉 하던데. 감자지. 이거 클린만 거 해야 된대. 아, 그거 이거는 노랑은 못 해 원래? 못 하지. 이거 말랑. 말랑말랑해서. Chồng mình nói là có cái dao bào mà người bào. Nhưng mà cái này đâu có bào được đâu. Xoài sống thì bào cái vỏ được chứ. Chứ xoài chín này bào cái vỏ chắc nó đi hết cái ruột luôn á. Ở bên đây ăn xoài mắc á mọi người, cho nên là gọt nhín thôi. Chứ không dám gọt nhiều lẹ nữa, sợ nó ăn sâu vô, nó hao hụt. Chỉ còn lấy dao bào thì thôi luôn rồi. Chắc không còn chị ăn luôn á. Mình chưa nhận được món này. Phúc chế phúc sát đất. Chồng mong cái. Hôm nay vừa ăn xoài vừa nói chuyện với mọi người là mình sẽ làm một cái Q&A đó mọi người. Q&A là giới thiệu về bản thân, về hai chồng mình sao mà gặp nhau để lấy nhau mọi người. Thì là ai mà có thắc mắc hay là có muốn như là hỏi mình, tại vì em thấy mấy chị cũng hay hỏi là em bao nhiêu tuổi hay là sao mà quen chồng, hay là giới thiệu bản thân đó. Tại kênh của em chưa có gì giới thiệu về bản thân, cho nên là hôm nay sẽ lên làm một cái clip là hỏi các chị là có ai mà có tò mò hay là muốn biết về bản thân em á, là hay là muốn hỏi về một cái bất cứ một cái điều gì đó, thì em khi mà em đăng clip lên thì mọi người comment ở dưới nha, là muốn hỏi em gì thì mọi người hỏi, xong rồi em sẽ coi hết những cái comment của các chị, các anh, xong rồi em sẽ làm một cái clip em sẽ trả lời tất cả hết cái câu hỏi mà các chị, các anh, mọi người hỏi mình. Em sẽ làm mình sẽ làm một cái clip mình trả lời hết tất cả các câu hỏi nha. Anh bỏ rồi. Chồng mình con mắt không không
không có gời trái xoài luôn á mọi người. Đúng là một thế giới. Con mắt không có gời vô đây á. Nó đổ lên đây. Cái chắc lên đây. Cái dao còn nhỏ hơn cái nửa trái xoài nữa là sao mà còn gọt được đây. Lấy cái dao hơi bị nhỏ rồi. Trái xoài này so mình mua bên đây thì so nó mắc hơn Việt Nam, nhưng mà cái trái xoài này nè là so với những cái trái xoài bình thường ở Imax bán là nó rẻ hơn đó mọi người. Tại vì mấy trái kia là lần đầu tiên mình thấy cái loại xoài bự này luôn nè. Đa số xoài Imax là xoài của Thái Lan hoặc Philippines thôi. Lần đầu tiên thấy cái loại xoài bự này của Việt Nam nè. Cho nên là mua về ăn thử coi không biết là nó có ngon không nữa. Todos me conocen. Để ăn, hôm nay ăn thử cái loại này coi ngon không? Sao mà cả. Chồng mình nuốt cái miếng ừng ực coi nè. Mình khó. Khó. Irakitaraka. Không biết trẻ xài rồi. Trẻ tụi bậy kìa nè. Nó nhìn cái đồng mình khi cái này chúng mình chắc 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 mình thấy mình trái xài ấm ức của mọi người. Nãy không chịu gọt đi. Giỏi. Ấm ức nãy không chịu dành gọt đi. Ta gọt rồi ngồi ấm ức. Bảo là không được. Tôi ngồi tôi ăn cho nó lẹ. Trời nữa. Một trái xài chưa hết rồi mọi người. Còn hai phần này nữa là mà đầy một dĩa luôn rồi. Đó nha, đó nha. Thôi ăn mình cho đừng có làm bộ mệt lắm. Mọi người ăn cùng nha. Trời ơi, cái thành nó to nè mọi người. Lấy ăn cắp cái dĩa của Barbie, cái dĩa của Chevron. Ấm chung đỡ rồi. Ta đó. Ấm chung đỡ. Xin chất. Thấy nè. Xin mà chẳng nhớ được. Ngọt ngay luôn mọi người. Đi qua Hàn Quốc á, lần đầu tiên ăn được trái xoài ngọt vậy luôn nè. 내가 지금까지 한국에서 사 먹은 망고 중에 제일 맛있어. Chồng mình cũng nói luôn. Chồng mình nói là hồi đó giờ ăn xoài á, lần đầu tiên ăn được trái xoài ngọt như vậy nè. 나도 한국 언제 오래됐는데 이거 처음이야. 이렇게 맛있어. 저는 베트남에서 먹은 것보다 더 맛있어. 맛 봐. đúng là xoài Việt Nam. Xoài Việt Nam có khác. Ở Imax ít có bán hàng của Việt Nam, của Thái Lan với Thái Cúc, của Philippines thôi. Imax thôi. Imax thì sao? Việt Nam mà gộp bẩn rồi, không vui rồi. 이마트에서 아니고 한국에서 필리핀 망고가 제일 많아. 필리핀에 태국. 가끔 대만 것도 있던데. 애플 망고. 대만 애플 망고. 칠레도 있고. 칠레 많지. 근데 베트남 별로 안 봐. 용가는 베트남이 제일 많은 것 같아. Ở siêu thị thì ở hàng á thì ít có xài Việt Nam, đa số là của Philippines, nhưng mà thanh long á mọi người, thanh long là của Việt Nam nhiều. Việt Nam mình thanh long ở đâu ta, Nha Trang ở Mũi Né ở đâu ta, cái ở ngoài đó Nha Trang ở Mũi Né là mấy
Nhung quá. Yêu mê chị vậy? Tự nhiên mình quên ta. Ở Phan Thiết. À Phan Thiết. Nói hạt ra sức quá. Phan Thiết là Long An. Thôi nhập chung cho. Nhạc sĩ 유명한 곳이 어디예요? Chồng mình hỏi mọi người ơi, mọi người có biết là Việt Nam mình ở đâu câu cá, dính cá nhiều không? Chồng mình cực thích đi câu cá mọi người. Cho nên là hỏi không có hỏi cũng hỏi là câu cá ở đâu mà dính nhiều. Dính nhiều câu vô cái chỗ người ta nuôi dính nhiều chứ câu ở đâu. Đã à rồi. Ngồi chứ. Nông thì là cứ cứ kêu anh gọi. Dạ xin chào. Dạ xin chào. Rồi video của mình hôm nay là mình quay đến đây thôi. À, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. À, nếu thấy thích kênh của mình thì nhấn đăng ký kênh, like và comment ở phía dưới nha. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tiếp theo.